Vâng, hôm nay tôi lại hàng về, tôi lại quay tiếp giới thiệu các băng, các mẫu lọc. Đa phần đợt này là lọc của Hàn Quốc thôi. Các mẫu lọc này tôi nói qua giá cho các bác biết luôn, vì đa phần mẫu lọc này thì tôi cũng đã bán rồi, cũng là các cái sản phẩm đã có video chi tiết đã đăng trên mạng, đều là các cái mẫu lọc đẹp xuất sắc và hình thức cực kỳ bắt mắt của hãng Hàn Quốc. Và đặc thù những cái mẫu lọc này thì chất âm cực hay, bởi vì nó là hàng cao cấp rồi và là hàng tuyển, không như những cái lọc rẻ tiền, nó chỉ kém thương hiệu so với lọc Nhật thôi. Còn nếu mà lọc Hàn Quốc, nói luôn các bạn, mà giá cùng tầm giá so với lọc Nhật thì lọc Nhật không bao giờ bằng được, trừ khi lọc Nhật có giá lớn hơn nhiều thì mới bằng được lọc Hàn Quốc. Hai con trên cùng màu vàng chanh này là một mẫu A Nam có mã là 1200 AE, giá 2,8 triệu. Lotte LG 960 cũng giá 2,8 triệu. Tiếp theo là mẫu lọc Inkel 2002C, giá cũng 2,8 triệu. Tiếp theo là mẫu lọc Inkel 1330, dùng cần gạt hai đèn tia lên. Các mẫu lọc dùng cần gạt này thì nói luôn các bác, dùng rất tiện, chỉnh nó nhạy luôn, bởi vì thích cái nào thì chỉnh luôn, nó không như nút bấm. Nút bấm thì thường là nó có chế độ nhớ, còn cần gạt thì nó chỉ dùng được một chế độ thôi, có nghĩa các bác gạt chế độ nào thì dùng chế độ đấy. Như đặc thù nút bấm này thì nó có lưu 1 2 3 4 5 6 7, có nghĩa mỗi thằng thì nó có điểm ưu điểm và cũng có nhược điểm. Cái nào tiện thì lại ít hơn, dùng thì lại phải ấy hơn. Mẫu lọc Inkel này 1330 này cũng giá là 2,8 triệu. Tiếp theo là mẫu lọc Pioneer 3.5, giá 4,5 triệu. Và tiếp theo là hai mẫu lọc đến từ thương hiệu Eroica, một thương hiệu cũng của Hàn Quốc, tôi đã bán nhiều sản phẩm, có mã là 707SG, bán với giá 2,6 triệu đồng. Đây, 707SG 2,6 triệu. Đây là cái cần gạt để chỉnh độ nháy cao thấp của đèn tia, của đèn mưa rơi. Còn đây là cần gạt cho chỉnh các vế loa trái loa phải, 7 cần gạt một vế. Bán giá mềm cái mẫu lọc này giá 2,6 triệu đồng. Rất đẹp nha các bác nha, rất đẹp đấy. Cần gạt lên xuống chỉnh độ nháy của tốc độ mưa rơi. Tôi xin nhắc lại giá cái hàng lọc bên này, 2,8 triệu hai mẫu lọc là vàng chanh. Tiếp theo hai mẫu lọc Inkel 2002C 1330 cũng 2,8 triệu. Mẫu lọc Pioneer giá là 4,5 triệu, 3.5. Hai mẫu lọc Eroica dưới cùng có mã là 707SG, có giá là 2,6 triệu đồng. Hàng bao zin 100%. Tất cả các mẫu lọc này đều có điện 220, có mẫu lọc thì có cả điện 110, nhưng đa phần các mẫu lọc, tất cả kể cả lọc Nhật, lọc Hàn đều có điện 220. Vì lọc thì nó thường để đa thị trường, nó dùng đa thị trường là có cả điện 220. Đấy là các mẫu lọc mà có giá bình thường của Hàn Quốc. Còn bên này, giới thiệu các bác bên này là 4 mẫu lọc cao cấp của Hàn Quốc. Mẫu lọc trên cùng là Inkel 5010G, tôi đã bán rất nhiều, có cả màu đen và màu vàng chanh. Màu đen mẫu lọc này tôi bán giá 3,3 triệu, còn màu vàng chanh này bán giá 3,8 triệu. Inkel cực kỳ đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đây là nút vặn để chỉnh độ cao thấp của đèn nháy. Mẫu lọc này thì cực kỳ rất nhiều video tôi đã quay rồi, bởi vì mẫu lọc này tôi bán quá nhiều rồi. Tiếp theo là mẫu lọc Cohel hay còn gọi là Eroica. Mẫu lọc này hôm nọ tôi đã bán một sản phẩm màu vàng chanh. Màu vàng chanh các bác nhá. Đã bán rồi. Màu vàng chanh thì giống hết con này luôn, như con này màu đen. Tôi bán con này với giá 4 triệu đồng Eroica này. Đèn hai vế, tiếng cực hay luôn. Eroica
có nắp để ra cái chỉnh lên xuống mà. Mẫu lọc này thì chỉnh giống hệt với mẫu lọc 3 con 7 của Pioneer. Cũng nút bấm phía dưới, nút bấm điện tử. Tiếp theo là một mẫu lọc cực kỳ sang trọng của Lotte, hay còn gọi là LG, có mã là đây, mã là 7500. Tôi đã có video chi tiết và đã gửi một con sản phẩm này cho khách hàng ở Thuận An, Bình Dương. Tiếp theo tôi đã lấy được thêm hai sản phẩm, hai hồi gỗ hai bên có chỉ vàng Lotte 7500, bán với giá là 4,5 triệu đồng, 4,5 triệu đồng các bạn nhé. Và đây là hai mẫu lọc của LG 7500, cực kỳ sang trọng luôn. Mỗi sản phẩm thì đều nó có đều nét đẹp riêng của nó. Nhưng mà nói luôn các bác là các mẫu lọc hàn thì đều đẹp về hình thức và đèn nháy rất là bắt mắt. Tôi xin nhắc lại giá của bốn cái con hàng xìa đẹp bên này. Con trên cùng là con Inkeo 5010G.